Chiều 8 tháng 12, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông tại xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tại đây, đoàn công tác đã tặng quà cho 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một công trình thắp sáng đường nông thôn. Với tinh thần mong muốn sẻ chia, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và các đơn vị đồng hành thực hiện chương trình an sinh trao tặng một bộ chống đội, 2.000 chiếc khăn quàng đỏ và 120 suất quà tới học sinh đặc biệt khó khăn. Em cũng mong muốn rằng là đoàn và tất cả các anh chị trong Mạnh Thường Quân là quan tâm hơn nữa tới các em học sinh, nhất là các em học sinh ở bán trú, bởi vì các em ở xa nhà, ở trên các điểm thôn cao ấy, một tuần các em mới về nhà một lần, thì rất mong là quan tâm hơn để có những cái bộ quần áo ấm hơn trong cái mùa đông tới này ạ. Cùng với đó, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản Vôi Việt trao tặng công trình thắp sáng cột điện năng lượng mặt trời tại xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ánh điện từ chương trình thắp sáng đường nông thôn không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo vùng thôn quê, làm đẹp thêm những tuyến đường bản làng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng để trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ có thêm nhiều công trình thắp sáng đường nông thôn đầy ý nghĩa. Thì với cái tình cảm của Tuổi Trẻ Thủ Đô và với một cái tinh thần Hà Nội và cả nước, thì Chi ủy 30 tập đã chỉ đạo và định hướng là triển khai đối với các địa phương, trong đó ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, và chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới sẽ phối hợp với các đơn vị đồng hành để triển khai nhiều chương trình hơn nữa để mà đến với nhiều vùng khó khăn hơn nữa, đặc biệt là Hà Giang. Là hết sức là cảm ơn và xúc động ban lãnh đạo báo biên tập Trẻ Thủ Đô đã đến có những cái món quà hết sức ý nghĩa cho các con nhà trường và để có những cái đã hỗ trợ cho các hộ dân cái đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thì tới này cái khu này sẽ trở thành một khu sáng nông thôn mới trong thời gian tới. Với những đoàn viên thanh niên, dù đây chỉ là những công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là cơ sở để lực lượng thanh niên tiếp tục thực hiện thêm những công trình có ích cho cộng đồng xã hội. Với ngành điện, không chỉ phục vụ tốt hơn về dịch vụ khách hàng, còn cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân sinh, chăm lo, giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn.